Sau đây là bài hướng dẫn cách sử dụng công cụ Pen trên phần mềm Adobe Photoshop. Với công cụ này cho phép chúng ta tạo các đường Pen cong mềm mại. Thay vì việc chúng ta sử dụng lasso để di chuyển thì nó chỉ sử dụng được các cái nét thẳng thôi. Thì với Pen chúng ta có thể là sử dụng các nét cong. Ở đây các bạn lưu ý khi chúng ta sử dụng công cụ này thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có một cái mask trắng. Nếu các bạn muốn bỏ cái mask này đi để cho dễ nhìn trong cái lúc quá trình chúng ta tách hình thì các bạn kích vào bên trên có phần path, chúng ta kích vào đây. Nên chúng ta chỉ lấy đường path thôi, không có các cái tô màu. Trước tiên chúng ta kích vào điểm thứ nhất. Sau đó kích vào điểm thứ hai, các bạn nhớ giữ chặt chuột, không nhả chuột trái ra. Và pen theo đường cong của con chim. Sau đó, thay vì việc chúng ta vẽ điểm tiếp theo, thì chúng ta sẽ kích vào điểm ở đây. Có một điều là khi chúng ta kích thì đường cong nó sẽ bị đi theo các đường thẳng mà hướng đi của nó ở đây. Kinh nghiệm là khi các bạn vẽ xong điểm thứ nhất, chúng ta giữ phím Alt ở trên bàn phím là phím chức năng An. Sau đó chúng ta kích vào điểm của đường thẳng này và kéo sát về cái hướng mà chúng ta đi tiếp. Sau đó chúng ta nhả phím An ra và chúng ta pen tiếp. Tương tự lại giữ phím An. Chúng ta muốn điểm tiếp theo hướng nào thì chúng ta chỉ việc giữ phím An và di chuyển đường thẳng chạy theo hướng đó. Khi đó chúng ta sẽ được các cái đường cong theo ý muốn. Đó là cách sử dụng công cụ Pen. Ví dụ ở đây khi các bạn pen hết hình con chim cánh cụt này, sau khi xong chúng ta giữ phím Ctrl và nhấn Enter để chương trình sẽ tạo đường path đó chuyển thành Select và chúng ta có thể feather cái đường viền để khi chúng ta xóa nó sẽ mềm hơn. Ví dụ chúng ta chọn là 1 hoặc 2. Sau đó chúng ta sẽ giữ phím Ctrl Shift Y để đảo ngược vùng chọn, hoặc ở phần Select chúng ta chọn Invert. Sau đó chúng ta ấn Delete. Chương trình sẽ xóa các cái đường viền cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta cho Feather mạnh là 2 cho nên chúng ta nhìn thấy các đường viền. Các bạn có thể xóa đi bằng cách xóa lần thứ 2 và lần thứ 3. Đó là cách sử dụng công cụ Pen.